Cuộc sống thực tế, xin chào tất cả anh em đam mê xe cộ ha. Hôm nay em có một bộ lửa để chia sẻ với anh em xem tham khảo nha. Giờ mà một ít phụ tùng xe nha anh em. Thì em không để mất thời gian của anh em nữa, mình sẽ vô chi tiết luôn nha anh em. Đây anh em, trước màn hình thì có một bộ lửa của thằng Rim nha anh em. Đây là Rim đời 96 nha anh em. Cái này là giờ cực hiếm luôn nha, đây đáp nè, còn đẹp cỡ này luôn nha anh em. Đó, đóng đáp nè, con ngốc này cũng vẫn đóng đáp nè, 96 à, anh em thấy rõ không? Lửa đồ là cá cá đồ còn đẹp cực cực kỳ luôn nha anh em. Đây ốc đây 96, hôm nay nữa là gần 30 năm rồi nha anh em, hai mươi mấy năm, gần 30 năm rồi mà đẹp cỡ này hơi hiếm nha anh em. À, anh em vào về xe vô xe đúng đời mình ha. Đó, Kim Thái đời 96. Đó, đây là em quay cho anh em coi cuồng lửa ha. Dây điện còn mềm xuôi luôn nha anh em. Đó, anh em coi nè. Đó, dây điện mềm xuôi luôn chứ không phải cứng nha. Dây đâu còn rất là đẹp nha anh em. Đây đầu dây đây. Đó, thích hợp anh em vô xe cọp nha. Còn đây là quả lăng của nó nè. Đó, anh em thấy không, những cái con ốc mà nhà máy chấm sơn đen còn dính luôn nè. Nó đẹp từ trong ra ngoài luôn nha anh em. Đây nè, đó, từ trong này là đẹp, từ trong đẹp ra luôn nha anh em. Còn đây cái nhông của nó, đây nhông đề này. Cực đẹp luôn. Anh em cũng biết rồi, cái đồ mà ghim mà đời 96 tới giờ mà anh em nó xài, người ta xài nè anh em, mà nó còn đẹp cỡ này là biết người ta rất là kỹ, xe rất là đẹp nha anh em. Đó, đúng hàng zin nha, cái này đúng là zin theo xe em rớt xuống nha, không phải hàng Campuchia đâu nha anh em nha, em không có làm hàng Campuchia gì đâu nha anh em. Đây là xin cam đó nè, đây là xin cam zin theo xe nè. Đó, xa băng đồ nè, anh em coi nè, đi ra băng rồi nè. Đó. Đó, mấy cái chấm sơn này là nhà máy ra nha anh em. Đó, nó chỉ ra băng anh em thấy không? Đó, đúng zin của nó là vậy đó anh em. Còn đây hoa lăng đây. Trời, hoa lăng nó vàng khè luôn anh em. Nó giống như vàng 18 rồi nè anh em. Không tin nổi luôn á, giờ kiếm bộ này không ra đâu nha anh em. Ốc tán là có đầy đủ nha, nè mặt trong nè anh em. Em quay ra mặt trong cho anh em coi. Không một cái vết chày gì luôn nha anh em. Bộ này giờ whip lắm nha anh em. Giờ mình kiếm đâu ra mấy cái bộ này nữa anh em. Đó, vết mực này ngày xưa nhà máy sản xuất tới giờ luôn nha. À, ở đây nó còn đát luôn nha anh em. 96 đóng đát nè. Đó, anh em coi thấy không? Nó 1996 kỹ nha. Nó hơi lợt nha. Đây là tại vì do thằng em nó không biết cái nó bỏ vô cái bịch nha anh em. Nó bỏ vô cái bịch, cả tới cả luôn, nó chóc ra nha. Chóc mắt cái đát. Nó mờ cái đát lên nè. Đó, 96 nè, cực đẹp luôn nha, không lỗi tì vết luôn á. Cái bộ này, cái điện thoại em quay cùi mía lắm, anh em mà cứ ở ngoài ra coi bộ này thật cực, hôi khỏi nói luôn, cực đẹp. Rồi, ốc tán đầy đủ nha anh em. Này của nó là em có gom ốc nè, đây mấy cái cây này nè. Đó, bát ốc mà của nó còn đầy đủ ha. Đây mấy ốc của nó đây. Đó, ngày xưa tới giờ đó anh em. Một lần mở đầu tiên cặp đĩa luôn nha anh em. Tặng anh em là cặp đĩa luôn. Đó, đây nữa nè. Đó. Thì trước tiên em chia sẻ với anh em bộ lửa này trước đi nha. À, chuẩn bị em sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em phụ tùng khác nha anh em. Rồi. Dưới màn hình đó anh em mới kết bạn Zalo đi, em chụp chi tiết cho anh em xem ha. Còn đây thì vài món linh tinh nè, bữa anh em nào chốt này thì cứ Zalo cho em nha. Ha, ốc nè, ốc đẹp nha. Đó, ốc chưa bể đầu răng ha, bao đẹp, bốn cái bù dông. Rồi đây thì IC mua pin nè, em còn rất là nhiều nha anh em. Nè, bộ pin zin nè, anh em nào lấy cái bộ này lấy ha. Đây. Đó, bộ pin sườn.
IC còn một dỗ luôn nha anh em, rất là nhiều. Còn đây trăm con này cũng có bộ ốc nè, cực đẹp luôn nha. Đó. Đó, bộ ốc là cực đẹp luôn. Đây còn bộ cam cò ha, 650.000 bộ nha anh em. Còn mấy bộ lốc bơm nhất giờ đây, lốc này em bao anh em là dân cỏ là còn nguyên zin ha. À, lốc này là 1.200.000 anh em. Đó, KFL AB chờ 99 nè. À, cái này à, em để anh em 1.200.000. Đây lửa nè. Lửa em mới rất là quấn nè, cuộn cuộn nè anh em. Lửa 110. Lốc dên. Lốc dên em còn nhiều lắm nha, gãi em quấn lên nè. Bình xăng 110 ha. Đây còn một bình, hai bình, ba bình. Nên bình nữa là bốn bình. Ha, bốn bình, nên bình nữa nè anh em ơi. Năm bình ha. Đó, còn năm bộ. Quá trời hôm nay đồ nhiều lắm nha anh em. Năm bộ đang chuẩn bị gã hai bộ trên đây xuống nữa nè. À, con này đang gã nha, anh em nào chọn món gì thì cứ alo cho em nha. Đầu đen nè, chá rồi đó. Đồng hồ ha, 650.000 nha anh em. Đó, bán như hình á, nguyên cơm lê 650.000. Đây còn phục cái cặp phục take anh em. Đó, phục zin take của Nhật nha anh em. Đây là có mấy cái lốc nè. Lốc nồi anh em. Lốc nồi này trẻ lần đầu tiên nha anh em, là nồi là em rất lần đầu á. Rất lần đầu là anh em hiểu ha. Đó, rất lần đầu. Còn mấy cái luôn nha. Anh em muốn sơn zin có sơn zin luôn nha. Mấy bộ luôn nè anh em. Đây đầu lồng ha. Đầu lồng zin Thái có nè, quay Thái có nha anh em. Còn mấy bộ nè, một S tăng đa không nha anh em. Một bộ, hai bộ, ba bộ, bốn bộ, năm bộ S tăng đa. Năm bộ. Này có thêm mấy bộ nữa nè. Mới rớt xuống nè. Em quay sơ anh em thôi nha. Quay sơ anh em xài gì cái dưới màn hình đó anh em kết bạn Zalo với em chụp hình gửi anh em xem ha. Này đóng nồi bán còn mấy cái anh em à. Quá trời luôn. Em gói lời nhà nó không bị sét anh em à, để hoài sét. Ở đây em có đầu lòng của thằng cúp 90 á anh em, hàng sơ băng á. Cực đẹp luôn nha anh em. Rồi em bán cực đẹp luôn á. Nói anh em vậy anh em hiểu rồi. Có dên luôn, đầu lòng dên ha. Đây đầu lòng của nó nè. Cái dên. Đầu lòng dên em bán 5.500.000 nha anh em. Có mấy bộ e còn đáp nè, anh em nào chơi à, mấy bộ e đẹp mà còn đáp nè, 99 nha. Mấy bộ luôn nha anh em. Thằng kia một bộ nữa kìa nè. Đó, thằng đó một bộ nữa, cũng còn đáp 99 nha. Rồi vậy đi, video tới đây em chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em nha.